Rồi, hello anh em nè. Bắt đầu về hàng một con Honda Giorno nghe anh em. 50cc 2 thì. Bản màu vàng tươi nghe anh em. Giá công khai 16.500.000, không fit, không bao ship. Bao anh em máy móc nguyên zin. Ngoại hình dọn sạch sẽ, về anh em xăng nhớt là chơi thôi ha. Đây em bán 16.500.000 nha anh em, không fit không bao ship nha. Đúng xe da băng về nha, không sử dụng tại Việt Nam nha anh em. Đừng nên so sánh với mấy con xe nát tại Việt Nam và đừng so sánh với mấy con xe dọn lại. Đây. Đúng xe rất công. Anh em cam người ta dọn lại full new ngoại hình nha. Máy thì bao im bao zin cho anh em nha. Hai thì 50cc Giorno, ngoại hình tương tự Vespa nghe nè. Em bán chỉ 16.500.000 nghe anh em. Hai kính full chức năng, điện đời đầy đủ, nổ máy luôn anh em. Đó, máy nổ hay thì máy nổ là bao dâm cho anh em nha. Tê tái không? Anh em nào thích màu vàng tươi nè, dứt em nói về nha, Giorno nghe, về hàng lại nghe anh em. Hôm nay anh em hỏi Giorno quá trời luôn. 16.500.000 lúc nào với em cũng giá yêu thương và công khai cho anh em. Không cần giá inbox nghe anh em, không cần xin giá hay gì hết. Cụ thể giá 16.500.000 cho anh em thấy hợp túi tiền, hợp màu, chỉnh xe là rớt tiền anh em. Chứ không có thời gian mà nhắn tin hay là xin giá này kia các kiểu. Cứ công khai lên đi anh em, xe mình sợ gì anh em, có sợ đụng giá với ai đâu. Giá xe mình bán tiền là tiền của anh em, hợp lý, người ta rớt tiền người ta mua nghe anh em. Vậy đi cho nó dễ. Đây xe vừa dài tới luôn em, đù còn cọng dây luôn. Cọng dây này chắc buộc để giọng thì nó chơi được nghe anh em. Mấy xe là máy bao zin bao đậm cho anh em nghe. Này nắp xăng, bình này là bình xăng, đây là nắp nhớt nghe anh em. Nắp nhớt nha, cái bình này là bình nhớt nha, nó là pha tự động nghe anh em, chứ mình không có pha thủ công, pha tay mỗi lần đổ xăng là pha nghe, không có đâu nghe anh em. Đổ đầy bình nhớt này ha, và đổ xăng là cứ hết xăng là đổ xăng vô thôi. Còn chừng nào mà nhớt trong bình còn tầm 3 phần á là nó báo trên đồng hồ này nha, nó báo đồng hồ này nó chớp đỏ nghe anh em, là anh em biết là đổ nhớt thêm luôn ha. Chìa khóa tem cờ luôn nha anh em. À, nổ máy. Hai thì nghe anh em, đã chưa? Tem nổi nè, tem nổi ghim nè anh em. Chức năng trên xe test luôn, xì nhanh. Đèn, cốt pha, kèn, full chức năng, điện đời đầy đủ. Giờ chỉ xăng nhất là chơi. 16.500.000. Ai bán giá này vậy anh em? Kệ đi. Quan trọng là mình bán nhanh cho anh em tương tác với nhau. Anh em nào mua con xe rồi cứ ấn theo dõi giùm em ha, để có lượt theo dõi nha anh em chơi xong rồi thấy xe ok giới thiệu anh em khác ha. Nhưng mà hiện tại là không còn Giorno nữa, giờ chỉ có một con này thôi nghe anh em. Thấy đẹp, bản màu ưng theo cái ý thích của em mua theo ý thích của em, chứ em không nhận order hay gì nghe anh em, không nhận cọc và tìm xe nghe anh em. Với em là không có đâu, chừng nào xe về tới tay em là em mới lên bán, và anh em thấy hợp lý thì cứ nổ cọc là em ship xe thôi, chứ em không có nhận cọc rồi để tìm xe cho anh em nha. Rất là lu bu cái vấn đề đó anh em, em không có nhận cọc đâu, nhằm khi mấy anh em khác kêu đưa cọc trước đi rồi đi tìm. Với em là không có nghe, xe về tới nhà và có xe em mới chụp hình chi tiết cho anh em coi là hợp lý, anh em mới
báo cọc cho em là xe nó lên đường ngay chứ không có nhận cọc trước để tìm xe cái này. Rồi với em là vậy đó ha. Rồi anh em nào quan tâm cái dòng Honda Giorno 50cc 2 thì bản màu vàng tươi, giá chuẩn chỉ 16.500.000, không fit, không bao ship, bao anh em máy móc nguyên zin, xe đẹp về đổ xăng nhớt là sử dụng full chức năng, điện kèn xi nhan đầy đủ, hai kính. Rồi thanh kiểu anh em đã xem video nhé, và nhớ cứ thích alo số điện thoại em 0832 354148 nha anh em. Cảm ơn anh em đã xem video luôn nha.